Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Mỗi một con giáp đều có một thần tài hộ mệnh. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thần tài nào hợp với những con giáp nào nhé. Mỗi một con giáp một thần tài đồ mệnh. Muốn cầu tài lộc công danh vượng phát, chủ động nắm bắt. Mỗi con giáp lại có một vị thần tài độ trì giúp tài lộc dồi dào, kinh doanh phát đạt. Vậy thần tài độ mệnh cho 12 con giáp cụ thể là những ai và câu chú tụng niệm của từng vị ra sao, cách cúng dường thế nào? Ngũ bộ thần tài Tây Tạng gồm những ai? Năm vị thần tài hay còn gọi là thần tài ngũ sắc, thần tài Tây Tạng gồm Bạch thần tài, Hoàng thần tài, Hồng thần tài, Lục thần tài và Hắc thần tài. Trong tạng ngữ, tên gọi chung của năm vị thần tài này là Jambala hay Jambala, có nghĩa là Phật Như Ý và là hóa thân của Phật Hoa Sen. Hắc thần tài Jambala đen. Hắc thần tài là hiện thân của Phật A Xúc Bệ, diện sắc thân Như Lai, ngự tại hướng đông của Mandala, tượng trưng cho đại viên chủng trí. Ngài có màu đen, một đầu hai tay ở tư thế chân phải gập lại, chân trái duỗi ra, ngự trên đài sen. Tay phải của Hắc thần tài cầm một bát sọ Kapala đưa lên trước ngựa, trong khi tay trái ôm một con chuột nhà tiên. Đầu đội mũ năm lợn đầu lâu, hình dáng tựa như mũ miện Phật năm cánh, nhưng năm cánh Phật lại được thay thế bằng năm chiếc đầu lâu. Trên cổ, cổ tay, cổ chân đều đeo đầy vòng bằng rắn ngũ sắc, vẻ mặt phẫn nộ, sắc mặt đen. Hoàng thần tài Jambala vàng. Theo kinh điển Mật Tông thì Hoàng thần tài hiện thân trừ thiên ma quấy phá lúc Phật Thích Ca Mâu Ni lần đầu thuyết Bát Nhã Tâm Kinh, sau đó Thế Tôn Thọ ký cho Ngài như nguyện làm thiên tài hộ pháp. Hoàng thần tài có thân hình màu vàng, một đầu hai tay ngồi trong tư thế bán kết ra, hai chân gập lại, bàn chân phải chúc xuống, trên bảo tọa có vỏ ốc biển và bình hoa sen tượng trưng cho Như Ý. Đầu ngài đội mũ miện Phật năm cánh đính đầy đá quý, trên cổ đeo chuỗi hạt ngọc trai, tướng mạo hoàng thần tài phú quý, vẻ mặt hơi giận dữ, tay phải cầm ngọc Như Ý, tay trái ôm một con chuột nhà tiên, mình mặc áo trời ngũ sắc, tay chân đeo vòng ngọc. Thần thái phẫn nộ và có phần hung dữ của hoàng thần tài được giải thích là bởi ngài cần phải đủ mạnh mẽ để che chở cho chúng sinh thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và nghiệp xấu, ác tâm còn tồn tại trên thế giới này, giảm bớt những gánh nặng, chướng ngại và bất hạnh mà chúng sinh có thể gặp phải, giúp chúng sinh được giàu có hơn, hạnh phúc hơn. Lục thần tài Jambala xanh. Lục thần tài cũng là một thần hóa hiện của Phật A Xúc Bệ, là Phật vô lượng quang minh ở phương Tây, ngài có màu xanh dương. Hồng thần tài Jambala đỏ. Hồng thần tài là hiện thân của Varasarva, ngài có hai mặt và bốn tay và cầm con chồn tài bảo trên tay trái. Tên tiếng Tây Tạng của ngài là Jambala Mapo. Bạch thần tài Jambala trắng. Bạch thần tài được sinh ra từ mắt phải của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát và cũng được biết như là một hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Tên tiếng Tây Tạng là Jambala Gape, có nghĩa là Jambala trắng, bạch thần tài. Bạch thần tài cưỡi trên một con sư tử tuyết, dù cho một số họa sĩ họa ngài cưỡi trên một con rồng, và trong tay trái của ngài cũng là một con chồn đang nhả ra những trang sức và kim cương quý báu. Thần tài độ mệnh cho 12 con giáp theo Phật giáo Tây Tạng là ai? Mỗi vị thần tài là phù hộ độ mệnh cho một con giáp khác nhau. Để cầu tài lộc được linh nghiệm nhất, mỗi người nên tìm hiểu rõ ràng xem tuổi của mình được vị nào độ mệnh. Vậy thần tài độ mệnh cho 12 con giáp là ai? Tuổi Tý, tuổi Hợi. Trong Phật giáo Tây Tạng, hắc tài thần coi về tà tài, tức là có công năng trừ tà quỷ, oan gia trái chủ đến gây sự vì tiền tài của nạ. Đây là một trong năm vị thần chủ về tiền tài, ban phát của cải, hạnh phúc, mọi sự như ý. Hai tuổi Tý và Hợi được ngài đồ mệnh sẽ đạt được sự giàu có, hưng thịnh, cầu được ước thấy, gia đạo êm ấm, hài hòa. Ngài cũng được biết đến như là một trong những vị tài thần của Hindu Kubera. Theo đó, người tuổi Tý và Hợi trì tụng thần chú của ngài sẽ đạt được sự giàu có,
hưng thịnh và nếu có bất kỳ nguyện ước gì, Ngài cũng sẽ giúp thỏa mãn và đem đến hạnh phúc ngập tràn. Ngoài ra, nếu gia chủ thuộc mệnh khuyết kim, mệnh khuyết thủy thì cũng rất nên nhớ hắc thần tài, bởi màu đen của Ngài tượng trưng cho hành thủy trong ngũ hành, kim lại sinh thủy nên mang lại rất nhiều may mắn cho gia chủ. Tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Thìn. Được hoàng thần tài đổ mệnh, những người thuộc tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Thìn sẽ có một nguồn tài chính ổn định để sống hạnh phúc. Bởi vị thần tài này được coi là vị thần đứng đầu trong chư vị thần linh cai quản tài bạch ở phương Bắc. Chủ quản bảo khố là vị thần tài tối cao trong danh sách các vị thần tài được người dân thờ cúng. Đồng thời, hoàng thần tài còn là bậc bảo hộ của tất cả các dòng truyền thừa, tượng trưng cho lòng từ bi quảng đại của Đức Phật và Bồ Tát cứu giúp chúng sinh thoát khỏi đói nghèo và bệnh tật nên thờ cúng vị thần tài này, còn giúp gia chủ tránh được những khó khăn, bất hạnh, trở ngại trong cuộc sống. Đặc biệt càng là những người không ngừng trải qua những bất trắc, khó khăn về tài chính do nghiệp xấu trong quá khứ, thì thờ Ngài Sambala Hoàng Thần Tài chắc chắn sẽ là một cách hỗ trợ tốt nhất. Vậy nên đừng quên tụng niệm thần chú Hoàng Thần Tài để cầu tài lộc dồi dào, kinh doanh phát đạt. Tuổi Dần, tuổi Mão. Đây là vị thần được coi là yểu tài, tức trừ yểu mệnh vì tài. Lúc thần tài đã từng thề nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mẫu Ni rằng Ngài sẽ bảo vệ cho những ai chỉ tụng thần chú của Ngài hay chỉ niệm hồng danh của Ngài. Khi ai đó gặp khó khăn, tốt nhất là chỉ tụng thần chú của Ngài một cách chân thành từ tận đáy lòng. Ngài sẽ độ trì vượt qua mọi khó khăn, giúp chúng sanh thoát khỏi nghèo khổ. Đặc biệt, lục thần tài là vị thần hộ pháp rất có ích cho sự nghiệp công danh, cho nên ai đang cầu công danh không nên bỏ qua lục thần tài. Khi có lục thần tài phù hộ đồ mệnh, tuổi Dần và tuổi Mão sẽ được Ngài độ trì để vượt qua mọi khó khăn, hiểm cảnh, đồng thời công việc sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Hồng thần tài được coi là ác tài, mang ý nghĩa giúp tiêu trừ các kẻ thù hiểm ác gây cản trở, khó khăn hoặc hao tán về tiền của, giúp gia chủ tăng thêm trí huệ minh mẫn và sáng suốt. Nếu ai trì tụng thần chú của Ngài một cách chân thành, người đó sẽ được Ngài bảo vệ và giúp tài lộc thăng tiến, tài chính dư giả, cuộc sống hạnh phúc, công thành danh toại. Hơn nữa, thờ cúng hồng thần tài cũng cần hết sức cẩn thận, bởi Ngài sẽ chứng giám lòng thành của người tu hành mà đem lại quả báo bất đồng tùy theo hành động của người đó. Nếu là người có tâm bồ đề thường xuyên hành thiện tích đức thì sẽ được hồng thần tài ban phát phúc đức viên mãn, cầu tài lộc, cầu gia sản đều ngược như ý. Người nghèo đói cầu có miếng ăn sẽ được ban phúc thoát khỏi cảnh cơ cực. Ngược lại, thờ hồng thần tài để cầu tài lộc nhưng làm người gian ác, hãm hại người khác, sống chỉ biết lợi mình thì chắc chắn sẽ bị Ngài trừng trị khiến gia sản kiệt quệ, tài của thất thoát, làm bao nhiêu hết bấy nhiêu. Cho nên tuổi Tỵ và tuổi Ngọ thờ cúng vị thần tài này và thường xuyên tụng chú của Ngài một cách chân thành thì sẽ được Ngài bảo vệ và giúp tài lộc thăng tiến, cuộc sống hạnh phúc, công thành danh toại. Tuổi Thân, tuổi Dậu. Bạch tài thần chủ quản về tâm tài, có công năng tiêu trừ các loại phiền não về tài và hóa giải các định nghiệp. Dựa theo kinh điển, thần chú của Ngài có thể chặn đứng khổ đau, diệt nghiệp xấu và phát khởi bồ đề tâm. Ngoài ra, thần chú của Bạch Thần Tài cũng có thể đẩy lui những tai họa và bệnh tật. Ngài cũng mang sự giàu có, phồn thịnh đến cho những chúng sinh trì tụng thần chú của Ngài. Được Bạch Thần Tài độ mệnh, tuổi Thân và tuổi Dậu có thể tránh được các phiền não, khổ đau, giải nghiệp xấu, từ đó cuộc sống thêm phần thịnh vượng về cả vật chất và tinh thần. Cách thờ cúng 5 vị thần tài Tây Tạng. Trong Tạng ngữ, tên gọi chung của 5 vị thần tài này là Sambala hay Jambala, mang ý nghĩa là Phật Như Ý hay hóa thân của Phật Hoa Sen. Nếu có mong muốn thờ ngũ bộ thần tài này trong nhà, trước cần nhất tâm thành kính cúng dường, sau phải lưu ý cách cúng dường đúng chuẩn, cụ thể như sau. Cách cúng dường đơn giản, tìm một tấm hình hay biểu tượng bất kỳ của một trong 5 vị thần tài phía trên. Đặt hình biểu tượng này dưới thác nước, tốt nhất là thác nước 6 tầng. Hoặc là mỗi sáng, gia chủ dùng nước sạch vẩy nhẹ vào các bức tượng Sambala. Vị trí đặt tượng Sambala. Vị trí đặt tượng Sambala thích hợp nhất là ở các hướng nam hoặc tây trong phòng khách.
Đặt ở đây sẽ kích hoạt khu vực cát tường trong nhà và mang đến những điều may mắn cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình. Nếu có bất cứ ý kiến gì, các bạn có thể để lại comment phía dưới. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của chúng tôi để có thể cập nhật những thông tin bổ ích về phong thủy và tâm linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.